Em, anh đã suy nghĩ kỹ lại rồi. Kể ra một người đàn ông hiện lại như anh cũng không nên coi trọng vấn đề trinh tiết đến như vậy. Chà, hôm nay em nấu cái gì mà thơm quá vậy? Để anh nếm thử coi. Ngon quá. Em đã nấu khá hơn trước rồi đó. Hôm nay á, anh sẽ ở nhà để ăn cơm với em. Thôi mà, anh thử lòng em có một chút thôi mà em cũng giận lửa sao? À, mà em đã đi khám thai chưa vậy? Phải thường xuyên đi khám nha, để xem con mình nó có phát triển bình thường hay không. Chắc nhờ đứa con nên là anh ấy đã nghĩ lại. Bây giờ em đi khám hay đi phá bỏ? Anh đã nói rồi, anh chỉ thử lòng em thôi. Mà em à, cái thai của em á, chắc là phải hơn 3 tháng rồi, có đúng không em? Thôi mà, sao em mau nước mắt vậy? Em không thích là anh thử lòng em vậy đâu. Anh biết rồi, anh xin lỗi em có lượt chưa? Thôi, để anh phụ em dọn cơm nha. Lỗi quá rồi. Đồng Lan. Ba. Ba theo dõi con đến đây á hả? Ba không đi theo con, làm sao ba biết con ở đây? Mau lên thu dọn đi về ngay. Còn nếu không thì không yên với ba đâu. Nhưng mà con... Không có nhân nhị gì hết á. Thu dọn về ngay. Ba chờ con ở đây đó. Đi. Mình không ngờ là ba lại tìm mình như vậy. Bây giờ mình biết phải làm sao đây? Alo, mày qua nhà tao liền nha. Ừ, qua đi rồi sẽ biết. Vậy nha. Vì một thằng tù, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà cửa ra đi. Sao không để nó đi luôn đi? Dẫn nó về đây làm gì nữa? Đồng La, quay lại đây. Bây giờ cậu tính sao? Con có nghe bà hỏi không? Dạ con nghe. Nghe thì trả lời. Giờ con tin sao?
Dạ con xin lỗi ba mẹ. Không phải là con muốn bỏ nhà đi, mà con sợ ba mẹ nóng giận, nên con muốn tránh ít bữa thôi ạ. Bỏ nhà đi mà nói ba mẹ ngu dẫn được sao? Vậy con có biết vì sao mà ba mẹ giận con biết không? Dạ con biết. Biết á thì phải làm thế nào? Tại sao cái gốc không giải quyết mà lại trốn tránh cơn nóng giận của ba mẹ chứ? Còn sao nữa? Nó đã thề là có chết á, nó cũng làm vợ thằng Quốc Cường cho bằng được. Đúng là cha mẹ làm thầy, con đốt sách. Bây giờ con ôm đồ về nhà thằng kia mà ở luôn đi. Mẹ không muốn thấy con ở trong căn nhà này nữa. Ba đã đọc tự truyện của thằng Quốc Cường. Đúng là ai cũng có thể vấp lỗi lầm nếu không làm chủ được bản thân mình. Và nó sau khi vấp phải lỗi lầm, pháp luật đã trừng trị. Bản thân nó cũng đã biết đứng dậy, phục thiện, không ngừng cải tạo thành người tốt. Nhưng ba đã nói, ba không đủ can đảm để gả con cho nó. Là vì con chứ không phải vì nó, con biết chưa? Con hãy nghĩ lại mà thương cho ba mẹ đi. Coi như ba mẹ sinh con đó, con cũng biết không? Anh đừng cứ yếu lòng như vậy. Cứ tống nó đi đi. Nếu nó biết nghĩ, biết thương cho ba mẹ thì không bao giờ nó làm như vậy đâu. Đông La, hai người đến đúng lúc lắm đó. Anh tính á, cuối năm lại lừa em về Đài Loan thăm bà con họ hàng. Nhưng đến lúc đó cái bụng của em cũng đã lớn, ly máy bay không có lượt lâu. Vậy mình đi sớm hơn được không anh? Sớm hơn thì không có lượt. Công việc của anh chưa xong nữa. Thôi, chờ em sinh ra, con phải, mẹ phải, rồi về luôn một thể. Về luôn một thể là sao hả anh? Thì về Đài Loan luôn. Ở bên đó, anh có nhà cửa của cha mẹ để lại, có công ty, cuộc sống lầy lũ, dương giả. Em khỏi phải lo gì hết là. Em không muốn đi vậy đâu, em muốn đi đi về về à. À, vậy cũng lượt. Miễn là em vui là anh vui rồi. Anh nói thiệt nha. Ừ. Ba đã nói hết tình hết lý với con rồi đó. Con suy nghĩ kỹ đi, và đừng để ba mẹ phải buồn khổ và lo lắng cho con nữa. Nó bị mê muội rồi, nó không còn biết đúng sai gì nữa đâu mà nói cho mất công. Hôm qua mà không có vợ chồng Thu Hà tới mời đám cưới là nó chết với em rồi. Con người ta sao khôn ngoan như vậy? Con mình ăn phải cái gì mà ngu quá vậy không biết nữa. Mẹ hỏi con nè, bây giờ con vẫn quyết lấy bằng được thằng Quốc Cường phải không? Con trả lời đi. Được rồi, nếu như vậy thì ngày con đi lấy chồng là ngày đám ma của mẹ đó. Con nghe mẹ con nói rõ rồi đó, con suy nghĩ kỹ đi. Anh ăn thử coi hôm nay em nấu có tiến bộ hơn không? Để anh thử một miếng. Luộc lắm, ngon thiệt đó.
Em á, bây giờ đúng là một bà vợ lài loan. À, em còn một món đặc biệt dành cho anh. Hả? Món gì vậy chứ? Đậu hũ, chế biến theo kiểu Đài Loan. Hả? Đó là món khoái khẩu của anh là. Nhưng em kiếm ở lâu lượt ở xứ này vậy? Đây là em tự làm đó. Wow, đây đúng là món khoái khẩu của anh à. Em kiếm lâu lượt món này vậy hả? Là em tự làm. Em giỏi vậy sao? Sao em lại làm được? À, thì em cứ lên mạng tìm tòi học thôi. Ngon, rất ngon, vừa thơm là, vừa béo là, vừa cay là, lại mặn nữa. Nhưng mà cần phải cay thêm một chút nữa thì mới ngon lo. Ờ vậy hả? Vậy để em thêm miếng ớt nha. Thôi thôi được rồi. Là anh nói, lẽ lần sau em rút kinh nghiệm mà làm thêm. Chứ giờ bỏ ớt tươi vào, sao mà ngon lượt chứ? Mà em cũng ăn ly. Cảm ơn anh. Em á, mà lễ cho con anh nói là không xong với anh lâu đó. Anh yên tâm đi, em cũng là điều dưỡng mà. Ờ ha. Anh à, ăn xong á, anh đưa em về thăm ba mẹ nha. Em ly một mình được không? Tại vì tối nay anh có hẹn với một người bạn để bàn công chuyện làm ăn. Em về một mình cũng được. Chỉ sợ là ba mẹ trách anh thôi. Ờ. Thì em nói ba mẹ em đừng trách anh chứ. Ở bên nước anh, người ta không có quan trọng chuyện lễ nghĩa như vậy đâu. Em biết rồi. Về hả? Chị đã nghe ba mẹ nói chuyện của em rồi. Chị cũng có một thời sai lầm, đã làm khổ ba mẹ. Chị nghĩ là em nên thôi đi. Chuyện tình yêu, hạnh phúc mới sẽ đến với em, giống như bây giờ vậy. Em đừng làm khổ ba mẹ thêm nữa. Chuyện của em khác chị. Mà chị cũng biết tính của em rồi đó. Không ai lung lạc được em đâu. Nên tốt nhất là chị cũng thôi đi. Chị không ngờ em lại bảo thủ và ngang bướng tới như vậy. Vậy thì em làm tất cả những điều đó là có gì sai sao? Chỉ cần ba mẹ và chị chỉ ra được cái sai của em thì em sẽ dừng lại liền. Em không sai. Nhưng em không nên yêu thương kiểu chui đầu vào thòng lọng như vậy. Nhưng nếu em thấy rất là hạnh phúc, em hạnh phúc với cái thòng lọng đó thì chị nghĩ sao? Chị nghĩ là em bị điên chứ sao? Có thể bây giờ là em điên đó. Và em cũng muốn bản thân mình bị điên đây. Dạ, xin chào cô chú. Dạ. Dạ, em mời chị. Dạ, dạ. Dạ. Chúc mừng anh chị. Dạ. Chúc mừng anh chị trong năm hạnh phúc. Cảm ơn nhiều nha. Dạ, chào chị. Cảm ơn em đã tới thăm dự dạ. Nha. Hôm nay em đẹp lắm đó. Em cảm ơn chị. Chúc mừng chị. Dạ, chào anh. Cảm ơn chú. Dạ. Ủa? Sao ông La chưa tới? Dạ, chị. Mời chị vô. Dạ, chào chú. Em cũng không biết nữa. Chắc Đông La gặp rắc rối gì đó. Dạ. Rắc rối? Có gì đâu mà rắc rối. Dạ. Chào Phong. Chúc mừng nha. Dạ, dạ cho cô ạ.
Ba mẹ không đi đám cưới của Thu Hà sao ạ? Vui vẻ gì mà đi. Đi cho buồn thêm chứ được cái gì. Con nói với Thu Hà là ba mẹ bận. Ba mẹ gửi thiệp mừng đám cưới cho nó. Dạ, con xin phép. Em không dùng phương cách cấm cửa nó được đâu. Không lẽ nó đi làm, em cũng không cho đi. Hơn nữa, thằng kia ở trong tù. Nó có ra khỏi nhà, cũng không gặp thằng kia được. Vấn đề là trong ý thức, trong trái tim của nó kìa. Em biết, nhưng cũng phải làm sao để cho nó thấy được thái độ cương quyết của mình chứ anh. Nói chung là cũng hết cách rồi. Hôm nay mệt mà vui ghê. Nhức mỏi hết rồi. Cuối cùng Đông La không đến thiệt. Em nghĩ chắc Đông La gặp chuyện gì đó không hay. Chứ nó không thể đối xử với em như vậy được. Mà chuyện không hay là chuyện gì? Em không biết. Nhưng ba mẹ nó đang căng thẳng với nó vì chuyện của anh Quốc Cường á. Hả? Quốc Cường hả? Tại nó dặn em không có được nói với anh nên em không có dám nói. Đừng có giận em nha. Không được, em phải gọi điện thoại cho nó xem sao mới được. Ê, đưa cho em đi. Em biết ngày hôm nay là ngày em dành cho anh. Trong giờ phút này là giờ phút em dành cho anh, chứ không phải cho Đông La. Ngon quá, mình ăn riết rồi cũng quen thôi. Anh Liên Chinh cho anh nhất định sẽ vui lòng. Đúng là gái có công, chồng không phụ thật. Anh uống ly nước cho khỏe, nghỉ ngơi chút xíu rồi xuống ăn cơm. Hôm nay á, em nấu nhiều món đặc sản Đài Loan, ngon lắm. Vậy à? Cảm ơn em. Sắp tới á, anh có việc phải ly về nước. Anh lệnh lên em ly cùng, nhưng nghĩ em đang có thai, không lên ly máy bay. À, hơn nữa,
bên Lài Loan bây giờ lạnh lắm. Với lại anh Ly chừng một tuần là anh về với em thôi. À, vậy thì để em mua ít quà để gửi về biểu bà con bên đó nha. Thôi, quà cáp gì. Anh chuyển hàng về nhiều lắm. À. Em ở nhà, nếu có buồn á thì em vũ lông la qua ngủ chung cho vui. Ha? Dạ, không sao đâu. Anh đừng lo. À, em à. Dạ. Anh Ly lần này á cũng hơi gấp. Ngoài kế hoạch, bên công ty anh á chưa chuyển tiền qua lễ mà lấy hàng về. Nếu như em có thì cho anh mượn Ly. Anh về là có tiền trả lại cho em liền hả? À, anh cần nhiều không? À, càng nhiều thì càng tốt là. Nhiều hàng thì lượt nhiều lời. Nhưng ít nhất phải một công tơ lơ lớn là. Nếu không, giá thành vận chuyển sẽ cao lắm mà. Anh à, em hiểu rồi. Tiền thì em không có. À, em còn dòng vàng. Hôm đám cưới, ba mẹ với bà con chú bác cho. Để em bán, rồi em đưa cho anh nha. Nếu lượt như vậy thì tốt quá. Nhưng nếu bán thì lượt khoảng bao nhiêu vậy chứ em? Cộng tiền mặt luôn thì chắc cũng được khoảng hơn 100 triệu đó anh. Vậy mà anh tưởng em mua bán như vậy thì cũng góp lực ít vốn cho anh chứ. À, hay là em có thể mượn thêm ba mẹ, bà con, nội ngoại để giúp cho anh lượt không? Anh lánh hàng sang, rồi trở về là có tiền trả cho em liền hả? Trả cả vốn lẫn lời luôn đó. Trong vòng một tháng à. Còn nếu như cần gấp, thì anh sang lánh lời. Anh có thể gửi về cho em liền. Sao hả? Lượt không em? Dạ. Để em hỏi ba mẹ và mọi người có sao đã. À, anh biết là em rất hiểu anh và ủng hộ anh trong mọi việc. Thôi, mình đi ăn cơm đi em. Nghe mùi lộ ăn em nấu cho anh á, anh cũng thấy lối bụng lắm rồi đó. Dạ, mình vô nha. À, mình ly em. Mẹ. À, hai đứa mới về hả? Dạ. Dạ, con chào mẹ. Mẹ chào con. Hai đứa dậy bất ngờ vậy, cơm nước gì chưa? Dạ, tụi con ăn rồi. Mà mẹ ở trong bếp á, cổng thì không có khóa. Trời mà vô à, nó vét hết á. Trời ơi, nhà có gì đâu mà dơ vét nữa. Thôi, ra ngoài uống nước đi con. À, dạ. Rót nước đi con. Dạ. Dạ, con mời mẹ nè. Anh uống nước đi. Nè con. Ủa, bà với Đông La không có ở nhà hả mẹ? Bà con vừa mới ăn xong, đi dạo quanh đâu đó. Còn Đông La thì đi thi cao học chưa có về. Đông La học được cũng giỏi quá mẹ ha. Mẹ à, mẹ có tiền á, cho tụi con mượn một ít có được không? Mượn làm cái gì con? Dạ, để cho ảnh mua thêm hàng cho đầy container. Ảnh đi về là tụi con trả tiền cho mẹ liền à. Một ít là bao nhiêu vậy? Bao nhiêu cũng được.
Ảnh đang cần tiền, càng nhiều càng tốt. Ba mẹ chỉ có vài trăm gửi trong ngân hàng để phòng khi ốm đau hay xài việc này việc kia thôi. Làm gì mà có nhiều con? Dạ, thì có bao nhiêu mẹ cho con mượn bấy nhiêu. Mà thiếu nữa thì con sẽ mượn thêm cô dì chú bác nhà mình. Nhưng mà liệu làm ăn có chắc không con? Lỡ dai mượn nhiều rồi có chuyện gì là chết đó nghe. Dạ, mẹ cứ yên tâm. Con buôn bán 25 lai rồi. Hơn nửa lần này con mượn tiền để mua hàng cho công ty theo hợp đồng mẹ à. Thôi được rồi, để ngày mai mẹ ra ngân hàng mà rút tiền về mẹ đưa cho. Dạ, con cảm ơn mẹ. Hay sẵn tiện mẹ hỏi luôn cô dì chú bác nhà mình giùm con đi. Sợ con hỏi thì họ không tin rồi không cho mượn. Mẹ cứ nói là tụi con sẽ trả lãi gấp đôi so với ngân hàng. Trời, bà con trong nhà mà lời lãi gì con. Miễn các con làm ăn cho chắc chắn là được rồi. Nếu như dì cậu hay là mọi người không có tin con thì con trao tạm chủ quyền nhà cho mọi người để làm tin. Dạ. Nhắc tới chủ quyền mẹ mới nhớ. Sao con không lấy chủ quyền nhà cầm cho ngân hàng đi? Dạ. Cầm chủ quyền cho ngân hàng cũng được. Ừ. Nhưng mà thủ tục lâu lắm. Mà con lại cần tiền gấp. Nè. Nếu như vậy thì con nói Đông La nó giúp cho. Đông La bây giờ là trưởng phòng tín dụng đó. Đúng rồi đó anh. Mình nhờ Đông La đi. Đông La sẽ giúp mình. Nhưng anh đã hỏi ngân hàng rồi. Cầm cố cho người nước ngoài không dễ như người trong nước. Vì vậy không nên làm phiền đến Đông La lâu em mà. Dạ. Thôi được rồi, để mày hỏi gì cậu cho. Dạ, vậy thì tốt quá. Ba mẹ con đã bớt căng thẳng với con chưa? Vẫn vậy thôi bác à. Con đang cố gắng thuyết phục ba mẹ, nhưng mà vẫn chưa được. Như vậy thì tội nghiệp cho con quá. Bác tính về Đông La à? Hay là để hai bác qua nhà nói chuyện với ba mẹ con một tiếng nha? Con xin hai bác, đừng nên qua nhà con vội. Để khi nào con nói chuyện với ba mẹ con xong xuôi hết rồi thì hai bác hãy tới. Như vậy sẽ tốt hơn. Bác biết, nhưng mà không chia sẻ với con á, bác thấy thương và ái nái quá. Con cảm ơn hai bác, nhưng trong chuyện này hai bác không giúp được gì cho con đâu ạ. Như vậy là con phải gánh vác hết tất cả mọi chuyện rồi đó. Nhưng nếu cuối cùng ba mẹ của con vẫn chưa đồng ý thì tụi con quyết định cũng sẽ đến với nhau. Hai bác có đồng ý và ủng hộ tụi con không ạ? Nhất định rồi. Hai bác luôn ủng hộ con với lại Quốc Cường. Vậy thì tốt quá. Con cảm ơn bác. Em là em ở nhà lần buồn. Anh sẽ về ngay thôi mà. Em biết rồi. Anh Ly nha. Dạ. Mẹ mày nói nghe thấy sợ quá à. Hay mày để từ từ rồi tính. Tao nghĩ là mẹ tao chỉ dọa thôi. Vì cơ bản là mẹ nào mà chẳng thương con. Không có một người mẹ nào không thương con
rồi đi tự tử để mà ngăn cản đám cưới của con hết. Nhưng mà biết đâu được, cũng có khi á, giận quá mất khôn thì sao? Thôi, không nói chuyện này nữa. Mà nè, khi nào mày với Thông đi vậy? Ngày kia, lấy giấy máy bay rồi. Chúc mừng mày nha. Cho tao gửi lời chào Thông. Bộ mày tính không gặp lại tụi tao hả? Hai người là đã đủ vui rồi. Tới nơi điện về cho mình ngay. Sao mà giờ cả ngày rồi vẫn chưa điện là sao? Không lẽ bay từ đây sang Đài Loan mà cả ngày chưa tới nữa? Chắc là ảnh bị trễ máy bay rồi. Bây giờ đang ở trên máy bay nên là phải khóa điện thoại chứ gì. Anh Ngô Quốc Cường. Dạ. Anh có thư. Dạ cảm ơn. Ừ. Em định có con với mình bất chấp tất cả vậy sao? Thuê bao quý khách. Sao anh đi 2 ngày rồi vẫn không điện cho mình vậy? Mình điện cũng không được là sao? Liệu máy bay có sự cố gì không? Mình biết làm sao để có tin tức về anh ấy đây. Con đã điện về chưa? Dạ chưa. Thôi mẹ vô nhà đi. Để con. Để mẹ dắt. Con cầm cho mẹ. Mẹ ngồi đi. Thôi mà con, chắc nó về rồi lu bu công việc nên chưa điện chứ gì. Lu bu cái gì thì cũng gọi cho con một tiếng chứ. Mà con đang lo là không biết máy bay có vấn đề gì không nữa. Con á, nghĩ tầm bậy tầm bạ không à. Nếu có bị tai nạn máy bay á thì báo chí truyền hình đã đưa tin rồi. Thời đại thông tin mà con. Vậy tại sao đối xử với con như vậy? Chắc nó nghĩ là nó đi mấy ngày rồi nó về, cho nên là gọi điện thoại cho con sợ tốn tiền thôi mà. Dù mấy ngày, dù tốn tiền cũng phải gọi cho con chứ. Không biết là con đang lo hay sao? Người gì mà vô tâm quá. Đàn ông nói vậy đó con. Con, bây giờ con đang mang thai nè. Đừng có suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến đứa bé đó. Mẹ, có khi nào
ảnh không trở lại không mẹ? Nè, sao con lại nghĩ như vậy? Không biết nữa, con lo sợ vẫn dơ vậy thôi. Nếu thằng Linh Chinh Choan không trở lại nữa thì mẹ lấy tiền đâu ra trả mọi người đây? Chắc con ước mẹ chết trước con quá. Mẹ đừng có nói nữa, làm con sợ thêm á. Chứ còn gì nữa con, khi không mẹ tin con đi mượn tiền giùm cho nó. Nếu nó không trở lại, mẹ lấy đâu ra hơn bạc tỷ mà trả giùm cho nó đây? Chắc không đến nổi vậy đâu mẹ. Mình còn nhà cửa, rồi con của anh ta trong bụng con nữa, không lẽ là anh ta bỏ hết vậy sao? Nhà cửa của nó thì mình làm được cái gì? Có bán mà trả nợ được hay không? Trời ơi, mắc cái gì mà tôi ngu như vậy? Chẳng biết ở đời là có bốn cái ngu, trong đó có cái ngu lãnh nợ. Vậy mà vẫn cứ làm. Chắc là tại mẹ con mình vì lo lắng quá, chứ không đến nổi vậy đâu mẹ. Mẹ cũng mong là như vậy. Nhưng mà nè, con đã đăng ký roaming chưa? Dạ rồi, đăng ký cái đó thì mới gọi được quốc tế. Vậy mà vẫn không gọi được là sao đây ta? Alo. Ừ, tao nè. Thu Hà hả? Sao, vui vẻ thỏa mãn không? Thì đi tuần trăng mật với chồng, không vui vẻ, thỏa mãn sao được? Tao nói chuyện này, nói thiệt, mày đừng giận tao nghe. Mày nói đi. Tao nghĩ càng thấy thương cho mày. Nếu mày cứ một mực yêu thương anh Quốc Cường thì mày phải xác định là mày luôn cô đơn, gánh vác mọi chuyện một mình đó. Mày á, đúng là con hay thay đổi. Không phải tao hay thay đổi, mà tao luôn tự mâu thuẫn với mình. Tao muốn giúp mày đạt nguyện vọng, nhưng giúp mày thì tao lại thấy xót xa thương mày. Lấy chồng như mày là được gánh vác thêm một gia đình, được làm dâu mà không được làm vợ đó. Mày nên nghĩ lại đi, đừng cố chấp quá như vậy. Tao biết rồi, mày không phải nói thêm gì nữa đâu. Tao nói mà mày không chịu nghe thì thôi. Tuần sau tao về đó. Trời, sao mày về sớm quá vậy? Thông học căng thẳng lắm, tuần tới là phải đi thực tế xa, tao ở lại làm gì? Vậy thì đáng tiếc quá ha. Mà mày đi được nhiều nơi chưa? Thì tao cũng chỉ đi loanh quanh thôi à. Ê, chắc đẹp lắm phải không? Ừ, hôm nào về rồi tao kể cho mày nghe ha. Đến bạn bè đi xa nó còn gọi cho nhau nữa là vợ chồng. Sao thằng Liên Chinh Choang nó lại lạ vậy kìa? Thôi bye mày nha. Ừ, tao biết rồi, vậy nha. Không lẽ anh ta lừa mình thật? Mà số nợ đó so với căn biệt thự này của anh ta thì có thấm vào đâu. Vậy thì anh ta lừa mình làm gì chứ? Còn con của anh ấy nữa, chắc mình lo quá rồi nghĩ bậy bạ thôi. Chủ quyền nhà đâu mà chỉ có giấy photo? Không lẽ anh ta về nước ngoài cũng mang chủ quyền nhà đi? Hay là anh ta cầm chủ quyền cho ngân hàng rồi lấy tiền rồi?
Nếu đúng như vậy thì mình biết tính sao đây? Alo, em nghe nè. Cái gì? Chị nói gì? Chị nghi anh Linh xin cho anh cầm chủ quyền nhà cho ngân hàng hả? Nhưng nếu anh ấy cầm chủ quyền nhà để lấy tiền làm ăn thì cũng được, chứ có gì đâu chị. Ngân hàng á chỉ cầm 70% giá trị của căn nhà thôi. Nhưng mà anh ta cầm ở đâu, em làm sao mà xác minh cho chị được? Hơn nữa, nguyên tắc của ngân hàng là bảo mật cho khách hàng đó chị. Chị thông cảm cho em nha. Dạ, em chào chị. Chị Đông Quanh không biết có chuyện gì mà lại tỏ ra lo lắng dữ vậy.